Và bây giờ xin một tràng vỗ tay thật lớn để welcome dân biểu Tyler Diệp có mặt ngày hôm nay cùng với chúng ta để nói chuyện. Xin cảm ơn nghị viên của Minh Chí, kính thưa quý đồng hương, các cô chú, cô bác. Chúng tôi từng là nghị viên và phó thị trưởng của thành phố này, cho nên vì vậy trong ngày hôm nay chúng tôi có mặt trong cái buổi khai trương văn phòng chống bãi nhiệm để hỗ trợ cho các đồng nghiệp cũ, các anh em, những người đã tận tâm với cộng đồng của chúng ta trong suốt nhiều năm qua. Trong cái kỳ bãi nhiệm, bầu cử bãi nhiệm sắp tới hay là kỳ bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3 tới đây, thưa quý vị, cái vấn đề hay là cái sự lựa chọn của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta có muốn cộng đồng chúng ta có muốn thành phố Westminster bị khống chế bởi ông Hoàng Kiều hay không? Không! Cho nên, trong kỳ bầu cử bãi nhiệm vào tháng 4 tới đây, sự lựa chọn rất là đơn giản. No recall, no Hoàng Kiều. No! Cứ giải thích với quý vị rằng là sự lựa chọn đây không phải là mình thích một ứng cử viên này hay là mình thích một ứng cử viên kia. Sự lựa chọn đây không phải là mình ủng hộ đường lối chính sách của phe này hay phe kia. Sự lựa chọn vào ngày bầu cử tháng tới là mình có muốn Hoàng Kiều khống chế cộng đồng này hay không? Không! Ngày tới, những người nào do Hoàng Kiều đứng ra ủng hộ, những âm mưu do Hoàng Kiều đứng ra tổ chức, chúng ta phải bỏ phiếu no và nói với đồng hương, bạn bè là nếu mà mình không muốn một người như vậy lật đổ tất cả những gì mà cộng đồng chúng ta đã gây dựng trong suốt nhiều chục năm qua, chỉ nhớ đơn giản thôi: no recall, no Hoàng Kiều. No! Và chúng tôi cũng xin được nhắc là trong cái cùng mục đích của ngày hôm nay, khi mà chúng ta khai trương cái văn phòng này là cái văn phòng của chúng ta, cho nên quý vị cần cái gì quý vị cứ tới đây và chúng ta cùng thảo luận với nhau. Và chúng tôi rất hân hạnh để được giới thiệu với quý vị có sự hiện diện của luật sư Trần Thái Văn. Chúng tôi xin kính mời luật sư Trần Thái Văn lên trên này và cũng xin mời ông phát biểu trong một lần. Rất là cảm ơn nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Và sau cái lời phát biểu hùng hồn của luật sư Nguyễn Quốc Lân đó, thì tôi xin phép nói rất là ít. Tại vì cũng vào buổi trưa rồi và ngày hôm nay thật sự là ngày của quý vị. Ngày hôm nay là ngày của những người ủng hộ viên cũng như là volunteers, là những người thiện nguyện viên cho cái công cuộc chung này cùng với các vị dân cử trên đây. Đúng theo lời của anh Lân đã nói, cái quyền quyết định vẫn là cái quyền của người dân. Như quý vị cũng biết đó, cái tin mới nhất, thưa quý vị mà không biết, là dân biểu Tyler Diệp đã có lên tiếng chưa. Nhưng mà vào đêm hôm qua, chúng tôi có nhận được đó là ông Hoàng Kiều đã bỏ thêm $100,000 Mỹ Kim nữa để đánh Tyler Diệp. Vậy là cái con số đó nó lên không phải 300,000 mà hơn 400,000 Mỹ Kim rồi. Wow. Vậy đây là cái con số mà chúng ta thấy rất là rõ rằng đối với chúng tôi đó, nếu mà tính hết tất cả những các vị dân cử ở đây đó, là có hơn, chắc cũng phải nói là hơn 100 năm kinh nghiệm, cộng lại hết 100 năm kinh nghiệm làm dân cử rồi, nên chúng tôi không có sợ, chúng tôi không có ngại, chúng tôi không có chùn bước, tại vì chúng tôi biết rằng chúng ta có chính nghĩa và có lòng dân và có lòng của cử tri, và đó là của quý vị đó, thưa quý vị. Yeah! Bởi vậy, chúng tôi xin kêu gọi rất là nhanh trước khi kết thúc cái sự ủng hộ của quý vị. Quý vị đã ủng hộ và tín nhiệm chúng tôi và tất cả các đồng viện ở đây không biết bao nhiêu thập niên nay rồi, chứ không phải mới đây. Chúng tôi không có xa lạ gì đến với quý vị hết, với những cái công việc đã làm qua nhiều năm vừa qua, từ lúc mà các chúng tôi vẫn còn học high school, trung học hoặc là đại học năm đầu tiên. Đúng là chúng tôi là thế hệ thứ nhì, là con và cháu, là em của quý vị. Bởi vậy nên một lần nữa
trong những cái thử thách này, với cái số tiền cũng như là với những cái âm mưu nỗ lực đen tối mà các vị dân cử đã trình bày rất là rõ ràng rồi. Vào cuối ngày, tiền không phải là cái yếu tố quyết định, nhưng mà cái lá phiếu của quý vị và cái chính nghĩa của chúng ta để mà ấn định lại, tái ấn định lại. Đây là cộng đồng Việt Nam không chấp nhận cộng sản. Đây là cộng đồng Việt Nam không chấp nhận Việt Giang. Phải không? Yeah! No, no, no! Một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và chúng ta cần phải kêu gọi đông, đi bầu đông vào thứ ba này, cũng như là kêu gọi các thân nhân và các thân hữu của chúng ta trong cũng như là ngoài thành phố Westminster để mà biểu dương được cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và trước khi mà chúng tôi kết thúc đó, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái tin vui với quý vị. Một cái tin vui đó đối với cộng đồng Việt Nam đó là cái tỷ lệ dân số cử tri đi bầu của người Việt Nam theo cái con số mà anh Bùi Mạnh Cường đã cung cấp và chúng ta đã theo dõi trong vòng 2 tuần vừa qua. Cái tỷ lệ so sánh mà ra đi bầu với người Mỹ đó là non-Vietnamese, chúng ta cao hơn 8% đến 28%, hiện giờ là khoảng 20%. Yeah! Đó, nó nói lên được là cái sự kêu gọi của chúng ta và có cái sự hưởng ứng của các cử tri và cư dân. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến để mà ủng hộ toàn thể các anh em chúng tôi. Yeah. Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Trần Thành Văn. Và thưa quý vị, sau phần chia sẻ của một vị dân cử nữa thì chúng tôi xin được mời ba vị sẽ lên trên này để mà cùng chia sẻ với tất cả quý vị. Và sau đó thì chúng ta sẽ có phần ăn nhẹ và chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng ở lại dùng bữa với nhau, và nếu được chúng ta sẽ có một cái buổi rally nhỏ nhỏ với nhau sau đó. Và bây giờ chúng tôi xin được một tràng pháo tay để chào đón anh Andrew Nguyễn, là giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City cũng như thành phố Westminster của mình. Xin một tràng pháo tay cho anh Andrew Nguyễn. Rất là cảm ơn anh Trò Đồng Nguyễn Minh Chí. Tôi rất là vui mừng có mặt hôm nay để tới ủng hộ tất cả những anh em dân cử tại đây. Chúng tôi đã có cơ hội làm việc chung nhau từ 2006 đến bây giờ. Thì cái sự tin tưởng nó vẫn như vậy, không bao giờ thay đổi. Và xin mọi người, chúng ta đều giúp một cánh tay để cái vụ recall này sẽ là lô. Và quý vị bất cứ cần bất cứ sự gì, giúp đỡ hay là thắc mắc, xin mời quý vị hãy tới văn phòng này để hỏi những bất cứ những gì chúng tôi sẽ giải quyết. Và tất cả những ai mà cần có bảng cắm ở trước nhà mình thì quý vị cần thì quý vị có thể ghi danh xuống, chúng tôi sẽ có người mang bảng tới trước nhà cho quý vị cắm cho quý vị. Thì tất cả những cái sự cần thiết thì quý vị mong quý vị tới ủng hộ cho, và nhất là không quên gọi tất cả những người thân, người quen, anh em, gia đình và tất cả mọi người đi bầu thật đông để cho anh em chúng tôi có cái sức mạnh để tiếp tục công chuyện để phục vụ cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Yeah! Dạ thưa với quý vị, trong lần họp báo kỳ vừa qua ở đây thì chúng tôi bị cho biết là có 10 người đàn ông, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ chúng tôi biết được là lần đó cũng có một vị đàn bà hay là một cô, và hôm nay chúng tôi cũng khẳng định là có một cô ở đây chứ không phải là 10 người đàn ông. Xin được nói rõ như vậy để cho quý vị biết. Và chúng tôi xin được mời ba người sẽ lên đây cùng phát biểu, và sau đó chúng tôi sẽ có một cái video để show cho quý vị họ là ai. Nếu mà quý vị nhìn qua những cái video mà chúng tôi trình chiếu cho quý vị họ là ai thì quý vị sẽ biết rằng đây là những người mà gọi là đứng đằng sau để làm lợi cho tay sai cộng sản, cho nhà cầm quyền cộng sản. Trước hết chúng tôi xin được kính mời cha Nguyên Thanh, mời Linh Mục Nguyên Thanh lên trên này, và sau đó chúng tôi sẽ mời ông Bùi Mạnh Cường, và đồng thời chúng tôi sẽ mời vị đại diện của phái đoàn của bên Bắc Cali. Chúng tôi xin được kính mời cho Nguyên Thanh. Cảm ơn
cảm ơn nghị viên Nguyễn Mạnh Trí. Kính thưa thị trưởng Đà Đức Trí, phó thị trưởng Kim Anh Hồ và tất cả quý vị dân cử, và kính thưa tất cả bà con đồng hương, tôi lên đây để ủng hộ cho các nghị viên đã ra những cái nghị quyết quốc gia chống cộng, và họ là những con cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cũng không muốn thấy thành trì chống cộng biến Sài Gòn nhỏ thành đặc khu kinh tế của Tàu và của Việt Cộng. Chúng tôi cũng không muốn để cho đường phố Bon Sa Trần Hưng Đạo thay vì cờ vàng bát sọc đỏ thì sẽ cờ Tàu 4 sao, 5 sao vất phới bay. Cho nên chúng tôi kêu mời đồng bào, đồng hương Westminster hãy vote no. Xin đồng bào ô tô 3 lần. No, no, no. No, 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 no. Tôi cũng đã tiếp tay với lại luật sư Lân và những 14 bài cây đăng không trả tiền. Và những cái bài đó thì có nhắc đến tên Hoàng Kiều. Đúng. Thì tôi cũng nhận được một cái thư đây đe dọa. Thì không biết luật sư Lân có ý kiến gì về cái thư đây, mà ông Tiến Vũ gửi cho tôi đây. Mà vì tôi nữa chuyển 14 cái bài cây đăng không trả tiền, tôi không nhận tiền của luật sư Lân. Nhưng đã đăng tải lên 14 bài. Và hôm nay đã biết là bài 15 ngày mày chưa? Mày chưa chịu, tao cho mày 15 ngày nữa. Thưa cha, ông Hoàng Kiều có hăm dọa là thiến cha không? Dạ vâng, thưa cha, một cái lá thơ đó thì tất cả ai trong các dân cử đều nhận được hết. Kể cả ông David Võ cũng nhận được, và chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng nhận được. Thưa quý vị, chúng tôi để cho phần trả lời của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và xin thưa quý vị, những cái lá thư này chúng tôi đã thấy nhiều lần rồi. Đây tôi phải nói một cách rất là vắn tắt và thẳng thắn. Đây là hành động khủng bố hợp pháp. Tại họ cứ gieo rắc những cái này, nó làm cho người dân lo sợ. Cha Thanh thì cha không có sợ, tất cả người dân cử chúng tôi không có sợ. Nhưng bất cứ một người dân bình thường nhận cái thư của luật sư nói rằng phải làm này, phải làm cái kia, ai cũng có cái sự lo sợ hết. Cái lo sợ tối thiểu của họ là bị cái đơn kiện, phải thuê luật sư, tham khảo luật sư, phải trả tiền tham khảo. Cho dù cái vụ kiện đó là ba lát, nó cũng là cái phiền phức mất công cho những người nhận cái thư này. Và ông ta đã hãnh diện nói đưa cái database hơn 1.500 người, nhưng đã từng chuyển những cái message ra như cha Thanh làm. Nó từng đã nói là thích thì không thích cái lời bình luận nào mà không lợi cho ông ta. Và cái hành động đó, tôi xin nhắc lại, đó là hành động khủng bố trong pháp luật. Mà tôi nói khủng bố hợp pháp ở đây không có nghĩa rằng nó sẽ hợp pháp vào ngày mai. Chúng tôi đã làm việc với cái cơ quan điều tra, thì khi mà cộng trừ những cái chuyện này vô cái hành động phạm pháp, lừa đảo, lừa gạt trong cuộc bầu cử này, người ta đã thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái hành động phạm pháp của họ. Nó to lớn hơn rất là nhiều hơn là hành động phạm pháp đơn lẻ. Và tôi xin thưa quý vị cứ an tâm, chúng tôi có sự cố vấn rất là rõ ràng của luật sư Trần Hải Văn, của bao nhiêu anh em thuyền của luật sư thuyền nghệ viên. Chúng tôi đang làm chuyện đó. Thì xin cha cứ đừng có lo chuyện này, cho biết là cha không có sợ. Nhưng mà rất nhiều người ở ngoài kia họ vẫn cứ sợ, họ vẫn gọi tôi, họ vẫn gửi thư như này. Tôi thấy cái lo sợ đó. Và tôi nghĩ cũng vì cái thư này mà nhiều hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam không dám lên tiếng. Nhiều nhân vật chức sắc nhận được cái thư này đó, thôi mình ngồi yên thôi. Như gọi là cái gì đó, mắng chó, mình mắng voi không xấu mặt ai, đã khá như vậy. Đó, tôi không dám nêu tên những người đó, nhưng tôi coi những hành động đó là hèn nhát. Trong cái cuộc tử thủ an lộc này, chúng ta không có quyền hèn nhát. Không có người dân, không có người con nít, không có người đàn bà, không có người phụ nữ nào ở bị bom đạn của cộng quân mà dám nói hèn nhát. Đầu hàng là chết.
chúng ta sống chết cùng với nhau trong cái trận chiến này. Thành ra tôi thưa quý vị, cái thư này thì tôi cũng mới nhận được đây thôi, không biết làm sao, bởi vì tôi chưa bao giờ nhắc đến tên cái vị đó, mà chỉ có gọi là Trọc Phú chứ không có gọi đích danh. Cũng quá đích danh, không có chứng cứ, chỉ gọi Trọc Phú thôi. Nhưng mà ông Rob Kiker là commissioner của tiểu bang Texas cũng nhận được. Thượng tọa Thích Thông Lai là người bạn rất thân thiết của tôi cũng nhận được, vì thượng tọa thì lại đạp xuống dưới chân gì đi. Còn tôi thấy có một cái YouTube của anh Ngô Kỷ đây thì anh xé trước mặt mọi người và anh chỉ bảo tao không sợ, cho nên tôi cũng không sợ. Vâng, xin được cảm ơn Linh Mục Nguyên Thanh và cũng đến với chúng tôi trong ngày hôm nay.